Quý ông đẹp trai K-pop cùng vợ, Biren thả tận 28 trái tim khi nửa kia đăng ảnh. Lee Sang-woo bị mê hoặc không lối thoát. Biren, chàng là ngôi sao tầm cỡ thế giới, nàng cũng là nữ thần trong lòng toàn bộ công chúng, là con dâu quốc dân của mọi bậc cha mẹ xứ sở Kim Chi. Ấy thế nhưng cặp đôi từng tổ chức một đám cưới vô cùng giản dị tại nhà thờ và về ở bên nhau yên ấm. Từ lúc hẹn hò vào năm 2013 đến năm 2017 thì chính thức nắm tay nhau về chung nhà. Và năm 2021, gia đình nhỏ kết nạp thêm hai em bé. Nhưng tình cảm của vợ chồng vẫn khiến cho người ta không khỏi ghen tị. Đặc biệt, sự ngọt ngào của Biren dành cho vợ luôn là tâm điểm chú ý. Khi cặp đôi đóng chung quảng cáo, anh chồng lúc nào cũng ngắm vợ một cách rất trìu mến, luôn tự hào khoe với mọi người rằng bà xã tôi thật đẹp. Chị vợ lâu lâu đăng Instagram một lần, và anh chồng đã từng ngay lập tức lao vào thả tận 28 trái tim trong phần bình luận. Biren còn không ngại khoe vợ trên sóng truyền hình rằng Kim Tae Hee nấu ăn rất ngon, vô cùng đảm đang. Tôi thích ăn tất cả món mà vợ tôi nấu, mọi thứ đều ngon, cô ấy nấu ăn tuyệt vời vô cùng. Lee Sang-woo lại thêm một cặp đôi cũng ngọt ngào chẳng kém ai trong showbiz Hàn, đó chính là Lee Sang-woo và Kim So-jin. Mãi đến năm 2021, khi Kim So-jin đóng Penthouse và nổi đình nổi đám thì vợ chồng nhà này mới được chú ý hơn. Lee Sang-woo không hay thể hiện tình cảm với Kim So-jin cho người ngoài biết, nhưng khi được hỏi tới, anh luôn nói vợ mình rất đáng yêu, chứ chẳng như vai diễn phản diện trong phim đâu. Cô ấy luôn tươi cười và mang năng lượng tích cực đến cho mọi người. Lee Sang-woo cũng là một nam thần trong làng chiều vợ đấy nhé. Anh hay bày trò chụp ảnh cực yêu của hai người rồi khoe lên mạng xã hội, xem phim vợ đóng để góp ý, rất tinh tế với những cảnh tình cảm trong phim, đặc biệt là còn không ngần ngại bước tới một đoàn phim xa lạ đóng khách mời, chỉ để ủng hộ tinh thần cho vợ. Có thể nói, mọi thứ xung quanh Lee Sang-woo đều chỉ dành riêng cho Kim So-jin, Ji-sung. Nhắc tới ông chồng mê vợ, người cha tuyệt vời của gia đình trong K-pop, sao có thể thiếu đi nam diễn viên Ji-sung? Anh và Lee Bo-yeon đã có 7 năm hẹn hò tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Sau khi cả hai về chung một nhà, đã có thêm hai em bé, tạo thành một tổ ấm mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Cả vợ lẫn chồng đều đã dành rất nhiều tâm tư cho việc chăm lo gia đình, chăm sóc con cái, vun đắp hạnh phúc. Không chỉ là một người chồng hoàn hảo, Ji-sung còn thương vợ vô cùng. Không có một sự kiện nào kể từ sau khi kết hôn mà anh không nhắc tới Lee Bo-yeon với sự trìu mến và tràn đầy yêu thương. Đi họp báo phim, anh nhắc tới vợ và tiết lộ rằng cô luôn ở bên động viên, khuyến khích anh nhận vai nếu gặp tác phẩm hay. Đi show truyền hình thì lại thao thao bất tuyệt với việc bà xã đảm đang, tuyệt vời ra sao, các con đáng yêu thế nào. Đi nhận giải phim anh cũng không bao giờ quên nói lời cảm ơn và yêu vợ. Ai lấy chồng cũng chỉ mong có được một người yêu thương và trân trọng mình như vậy. Đây cũng là những tấm gương để người hâm mộ thấy rõ ràng, tình yêu đích thực vẫn còn, chuyện tình cổ tích cũng không phải là không bao giờ xảy ra. Mọi người hãy vững tin lên đi nhé. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.